Xin chào các bạn nha. Anh em hôm nay cũng đi bắt cá các bạn. Bây giờ trưa thì mình đang nướng cá ăn mới đun nước bằng cái chai này các bạn. Có bao giờ làm này chưa? Đây là chai nhựa nhé các bạn nhé. Chai nhựa bỏ trong trong bếp này đun luôn này các bạn này. Đó. Mà nước vẫn sôi bình thường luôn nhé. Vào trong rừng mà tiện làm được cái gì là làm thôi, miễn là có cái để ăn sống hãm. Chai nước của tụi mình đun bao giờ bắt đầu cũng đã sôi rồi các bạn này. Anh chà, gió quá. Các bạn thấy không? Cái nước của chai nhựa mà đun trong lửa không bị teo nhá. Nước sôi rồi luôn này, sùi tăm rồi đó. Máy sắt các bạn xem nhá. Đây, nước nó sùi tăm này các bạn này. Đó. Sôi nó ngục chưa? Đấy, nó sùi hết cả lên rồi đó. Đó, anh thấy không sôi á không? Bỏ con cá này vào đây tí ăn. Chín rồi. Ăn con nhảy lại. Cầm một con, cầm một con. Rồi anh cứ đi đi. Hai con nó rơi đấy. Giờ anh em mình nướng xong rồi nhé. Mời cả nhà mình cùng dùng bữa với anh em nhé. Cả nhà ăn cơm rừng đấy các bạn này. Đây, nước sôi đổ trong chai ra pha luôn. Thơm và ngon đây các bạn. Ba gói. Vừa bổ vừa to ăn. Các bạn thấy ăn. Giờ lấy cái gì? Thấy có lạ lẫm không? Cảnh như rừng mà. Cá thì cá lướng, ngon lắm, thơm lắm các bạn, cá rừng luôn. Ở nhà đem đi đâu, ở rừng. Cái gì ra đây giờ là chả mì tôm rừng nữa. Tự sinh, ok, kia đổ. Sẽ là bao nhiêu nước trôi hết xuống đất rồi. Làm cái bóng cây này các bạn này. Như tổ chim. Đi đã không ăn mì tôm thì lở hết rồi Sơn ơi. Kệ nó lở ăn mới ngon anh ạ. Cứ là càng to ăn được càng nhiều. No đâu. No đâu. Đây toàn cây mai dương thôi các bạn ơi. Gai nhiều lắm. Cây này lớn nhanh lắm nha. Mới vừa rồi ở cái chỗ này đất trống không mà bây giờ cây mới mưa được mấy trận mà nó đã tốt lên rồi. Con ba con vàng một tí với em để vớt bát. Bây giờ muốn về ở lại. Tiến không tiến, lùi không lùi, một ngày vật vã như thế này mà bây giờ mới hậu quả được từ đây. Quả được từ đây. Vợ con nó đang đứng ở cổng ấy. Ăn có đỏ này các bác này. Không biết là dao hay là búa. Không biết lên về không. Còn cho các bác là bây giờ không biết là Tiến hay Tiến mà nhủi hay nhủi không. Ở thì không xong, ở thì đói quá mà về thì vợ con nó cũng đứng ở ngõ chờ này. Cái gì không có. Sướng thì chưa được. Về thì lo. Cái câu là chắc xong đi mất xác đi là quá. Lại còn vác mặt về đây làm gì nữa. Ngô thì ngô đỏ lại còn ngô ra. Cái đường này đi đánh cá được nhiều là mua có ta lấy có 6 gói mì tôm ở nhà vẫn còn mà. Chắc cũng thằng 2 gói nên đói ăn xong rồi về đánh cá được nhiều mà. Thả lưới thì lên. Cá nhiều về trước. Cái này mua cá. Cầm có 2 chai đá đi chứ. Tôi vợ 2 chai. Em vẫn thiếu. Trời ơi, mà không bơi được cái chú đá nó tan vào cái giỏ.
Nhưng mà chắc chắn là anh em mình về thôi, không tí là tối là lên đường mệt đấy. Tôi chào các bác, thằng nào cũng lỡ rồi. Và bị chửi, đánh muốn làm sao chấm nhận hết. Về mẹ bảo sao nghe vậy. Dành thì nghĩ nói gì thì im nhá. Cố gắng đi giật lùi thôi, đừng đi tiến. Thôi ăn nốt đi để cho nó có cái no nhớ nó đuổi em chạy. Hôm nay bọn em đi thất trận. Một bao cá to như thế này mà vẫn phải sợ bị chửi. Tôi được. Hả? Đây trong đây rồi. Bơm ơi. Thôi nhá các bác, chúng em đi về chịu tội đây. Sao? Bây giờ nó về nó bảo sao mày không đi luôn cả bác cái xác rồi nào cái gì. Ra rửa sạch xe cho bà mày chưa? Nhìn nó sắt đời thế. Cái nhường dần. Anh em mà về tới nhà rồi các bạn. Bây giờ cũng chưa muốn về nhà nên giờ sao? Bây giờ nhà thì sao? Bây giờ là 7:30 à? Ừ. Phải rước rồi hả?